Thưa quý vị, giới tiên tri tử vi nhận định tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 tháng 2 năm 2022 âm lịch đến thời thoát khổ, giàu đất đố đổ bách. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát, chương trình tử vi 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Bởi vì theo giới tử vi học dự báo thì trong tháng 2 âm lịch, con giáp này là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch. Nhờ có được sự khôn khéo và tính cam chịu của mình thì những gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 đã hạ gục rất nhiều đối thủ để có thể bước lên bục vinh quang giàu có. Sự thành công của con giáp này đã khiến cho rất nhiều những người khác phải ganh ghét đố kỵ, nhưng mà đương nhiên bên cạnh đó cũng không kém phần nể phục và kính trọng. Những gia chủ tuổi Hợi là những người có khả năng lãnh đạo, là những người vô cùng hiền hòa, tốt bụng. Họ sống đơn giản, mộc mạc, vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, kẻo lúc này bạn sẽ đắc tội với một trong những con giáp giàu có thành công nhất trong năm 2022 nhâm dần quý vị ạ. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Quý Hợi trong tháng 2 âm lịch thì sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu được điều đó. Và đương nhiên trước khi bước vào phần luận giải chi tiết thì chúng tôi cũng xin được nhắc nhở quý vị là đừng quên đăng ký ủng hộ cho chúng tôi kênh Phong thủy Gia Cát, và sau đó thì hãy nhấn vào quả chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi truyền tải. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, mệnh Đại Hải Thủy, không phải là người coi trọng vật chất, chẳng có nhu cầu quá lớn với tiền bạc. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tiền bạc vẫn bất ngờ tìm đến họ. Tuổi Quý Hợi dường như có khả năng cuốn hút hoạch tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi làm việc nên bình tâm, tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Trong chuyện tình cảm, họ cũng không phải là người có chính kiến, đối phương nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tuổi Quý Hợi không biết phân biệt đúng sai. Với những người nói một đằng, làm một nẻo, bản mệnh sẽ từ chối tin tưởng, thất vọng mà mất dần đi niềm tin vào tình cảm. Con giáp này không phải là người lãng mạn, không sống với những chuyện ngôn tình, cho nên cần tìm một người có trách nhiệm yêu thương. Trong tháng 2 âm lịch, người tuổi Hợi sinh năm 1983 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình, song vì không đủ cố gắng nỗ lực nên dễ bỏ lửng giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan, lơ là của mình khi thực hiện những công việc quan trọng. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định, hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập thể dục thể thao, có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ tâm sự với mình. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Quý Âm Thủy nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Quý Hợi cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi 2022 thấy rõ, vào tháng này, cục diện bán tam hợp mang đến nhiều cải thiện tích cực trong sự nghiệp của tuổi Quý Hợi 1983. Dự án hợp tác suôn sẻ, có quý nhân tương trợ, được bạn bè người thân giúp đỡ hết mình, sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Gia chủ sẽ đón nhận nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn, vận quý nhân lại vượng, các dự án hợp tác có nhiều lợi hơn, tỷ lệ thành công cao hơn. Gia chủ mưu sự dễ thành, chí lớn được thực hiện, nhiều không gian thăng tiến. Bản mệnh sẽ thấy việc khó khăn trở ngại trước đó, nay tìm được phương hướng phù hợp để khơi thông bế tắc, thu về kết quả vô cùng khả quan.
Hơn nữa, gia chủ còn phát huy tối đa trí sáng tạo, linh hoạt trong xử lý mọi việc, nâng cao uy tín và sự trọng dụng của cấp trên cũng như sự đồng thuận của cấp dưới, con đường phát triển ngày càng thêm hanh thông. Tuy vậy, trong tháng, tử vi nhắc nhở Quý Hợi cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Bản mệnh cần thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài chính trong năm 2022 không có điều gì đáng lo ngại, thậm chí còn thu được những khoản lợi khá bất ngờ. Bản mệnh nhận được nhiều dự án hợp tác hơn, đa phần đều có nguồn thu khả quan. Nên nhớ, quý nhân nâng đỡ mang tới không ít cơ hội tốt đẹp, nhưng quan trọng vẫn cần bạn phải chủ động giành lấy về phía mình. Cũng cần phải chú ý rằng tháng này không thích hợp để mệnh chủ Quý Hợi đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là hạng mục có mức độ rủi ro cao. Quý bản mệnh nên nhớ, dù làm bất cứ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến đóng góp của người thân, bạn bè, nếu không thì sẽ mất tiền oan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của con giáp này không có điều gì đáng lo ngại trong năm 2022. Dù ốm vặt khó tránh do giao mùa, nhưng đều qua loa, sớm được điều trị dứt điểm. Dù vậy, bản mệnh vẫn nên chú ý rèn luyện sức khỏe thường xuyên để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, chú ý đi lại cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhất là phụ nữ mang thai, rất dễ nguy hiểm đến thai nhi. Các quý gia chủ tuổi Quý Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Quý Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý. Người đã có gia đình nhìn chung gia đạo khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột, nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình, thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng. Tuy nhiên cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau, hãy dành thời gian này cho vợ chồng và các con của bạn. Một chuyến dã ngoại sẽ khiến tình cảm của gia đình bạn gắn bó hơn. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Quý Hợi trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày 5 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sai Trung Thổ.
ngày âm lịch ngày 15 tháng 2 năm 2022, tức ngày 17 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 2 năm 2022, tức ngày 29 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Quý Hợi trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 2 năm 2022, tức ngày 14 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức ngày 26 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy gia cát về tử vi của những người tuổi Quý Hợi trong tháng 2 năm 2022 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1983. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 2 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị một lần nữa cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích từ kênh. Xin chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn, thành công và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.